chào các bạn, lại là mình 123 Lead đây. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn bộ truyền tín hiệu cổng HDMI, VGA và jack 3.5mm, kết nối Wi-Fi hoạt động trên tiêu chuẩn 802.115GHz, hoạt động tốt trong phạm vi 50m. Nếu thấy hay bạn nhớ follow mình để xem những clip mới nhất nha.